Thường dẫn bạn gái đi ăn ở đâu? Lề đường. Có quán cơm mà cho tiệm vàng gần đây nè. Gì bánh bao nữa chị. What? Em mới đi ăn xong. Hiểu em đây. Ăn cái gì cũng được. Ăn sáu múi như thế nào? Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Phương Quyên. Hiện tại thì mình đang có mặt tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Tin chắc là trong tất cả chúng ta, ai cũng đã từng một lần cúp học. À không, trong tất cả chúng ta ai cũng đã lần la cà cùng đám bạn xung quanh trường học của mình để tìm những thức ăn rất là ngon đúng không nào? Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá xem tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, thiên đường ẩm thực là những quán ăn nào nhé. Và bây giờ là đi theo mình thôi. Các bạn ơi, hiện tại thì mình đã đột nhập được vào trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng rồi. Bây giờ hãy cùng theo chân mình đi một vòng xung quanh trường để tìm xem các món ăn mà các bạn sinh viên thường hay ăn là gì nha. Đi thôi, đi thôi. Em có bao giờ đi lân la các quán xa ở đây chưa? Dạ, em có ngồi cà phê ở quán ở đây với cả một quán cà phê Milano phía bên ngoài chưa? Vậy thì qua cái thời gian mà em học tập ở đây và đi ăn vặt ở đây thì em cảm thấy là những món ăn nào, những quán ăn nào ở gần trường ngon mà em muốn giới thiệu cho mọi người biết? Dạ, nếu mà mọi người muốn ăn trưa thì em sẽ recommend cái quán cơm phía cuối bên kia. Em cũng không nhớ tên nhưng mà cái quán rất là ngon và rất là đông. Em cảm giác cũng khá là ngon. Là nếu mà buổi sáng thì sẽ có rất là nhiều món như bánh mì hoặc là bánh canh bán súp ở ngoài trên đường ngay đầu đường này. Rồi một câu cuối cùng chị muốn hỏi em nha, là từ ngày em vào học ở Đại học Quốc tế Hồng Bàng thì em đã lên mấy cân rồi? Dạ em lên cũng khá khá, khoảng 5-6 cân. Em, cho chế phòng vấn tiếp được. Mà em đi học thì em thường hay ăn những món nào quanh trường? Ở trên trường hả? Dạ thường thì em sẽ ăn mì gói ở mini stop nè. Có món nào mà nó sang hơn được không em? Sang hả chị? Trời ơi bây giờ nghèo quá làm gì vậy? Chị thì giờ chị ăn mì gói chị ạ. Dạ vâng. Dạ ăn sáng thì em có ăn sáng ở trường thì cũng là mini stop hả chị? Em ăn mì gói suốt ngày vậy hả? Dạ không, em sẽ ăn bánh mì hay là bánh giò. Bánh giò, bé cho mình đi. Gì bánh bao nữa chị, đó. What? Những cái chỗ đó bán ở chỗ nào của trường em? Dạ ngay kế bên chị luôn ạ. Dạ vâng. Đây là một fan cuồng của mini stop các bạn ơi, ăn gì cũng trong mini stop hết. Bạn có bạn gái chưa? Bạn gái hả? Chắc có rồi. Vậy thì thường bà thường dắt bạn gái bạn đi ăn ở đâu? Nhiều tiền thì đi ăn nhà hàng, còn không thì ngồi quán lề đường vậy. Vậy thì lề đường xung quanh trường mình á, bạn hay dẫn bạn gái bạn vào những cái quán nào ở gần trường mình? Bạn có thể giới thiệu để cho các bạn sinh viên trường mình biết đâu có bạn gái thì cũng có thể dẫn đi ăn gần trường mình được. Có quán cơm mình cho tiệm vàng gần đây nè. Có quán cơm mình cho tiệm vàng gần đây nè. Mùi thì em nghĩ là sinh viên trường mình ăn chơi như thế nào? Em có từng cấp học để đi ăn chưa? 9,9. Còn 0,1% đó là em, tại vì em không có cấp học đi ăn. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Trời ơi, thì thường á em hay ăn ở bạn với bạn bè em ở những cái quán nào gần trường mình. Em có thể giới thiệu cho mọi người biết được không? Dạ, bên trường mình thì ngay bên hông có Ice Coffee. Kế bên ở dưới quốc phòng cũng có trà sữa. Bên mini store thì cũng có anh vặt, nói chung là khá là nhiều chỗ. Vậy thì một món em thích nhất là gì? Món hả? Em nghĩ là bánh canh bột gạo. Ở chỗ này em có thể chỉ cụ thể hơn được không? Dạ, ngay trước cổng trường. Ok. Bạn sẽ chết là món bánh canh bột gạo ở trước cổng trường nha các bạn nha. Hãy cùng ăn thử nha. Bình thường ở xung quanh trường em hay ăn những quán nào ngon? Bánh cơm hay. Cơm tên gì em? Cơm hay. Ở chỗ nào em? Ở gần bên trường. Ok, em có bạn gái chưa? Có vậy. Có chưa? Có rồi. Thường dẫn bạn gái đi ăn ở đâu? Lề đường. Lề đường. Rồi cho chị hỏi là động lực nào giúp em mặc một chiếc áo rất tuyệt vời như vậy? Được bạn gái tặng. Xin chào mấy ba mấy má. Hiện tại mình đang có mặt tại một lớp học của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Mình sẽ cầm 100 nghìn này challenge ngẫu nhiên một bạn sinh viên để xem với 100 nghìn trong tay các bạn ấy sẽ ăn những món gì nha. Đi thôi. Cho chị hỏi là bình thường xung quanh trường em hay ăn những món gì với bạn bè? Dạ thường thì em hay ăn ở mini stop. Bây giờ chị cho em một cái thử thách nha. Chị sẽ cho em 100 nghìn đồng. Em có nghĩ là em ăn được 100 nghìn này tất cả những món ngon xung quanh trường mình không? Dạ được. Rồi được là phải cầm là bữa sau mới ăn được nha. Rồi bây giờ chị đưa tiền này cho em. Thì lần sau em hãy dẫn các bạn ăn những món ngon nhất xung quanh trường mình. Ok không? Dạ ok. Dạ thầy ơi. Dạ con chào thầy. Thầy có thể cho tụi con phỏng vấn một xíu được không thầy? Dạ. Dạ thưa thầy, cho con được hỏi thầy là xung quanh trường mình á, thầy thường hay ăn những món gì ạ?
Ngày xưa đó thì thầy có ăn bún bò Huế. Rồi cũng có lúc ăn cơm tấm. Có một khoảng thời gian thầy cũng có mua bánh mì nữa. Thầy ơi, thầy có bao giờ ăn lẩu mắm ở trước cổng trường mình chưa? Lẩu mắm này thì là buổi chiều tối mới có. Dạ. Mà chiều tối bây giờ đó thầy về nhà rồi, chưa ăn. Dạ bây giờ thầy ơi, con sẽ cho thầy một cái thử thách nha. Dạ. Là tụi con sẽ đưa cho thầy 100 ngàn. Thì với 100 ngàn đó thì thầy nghĩ là thầy sẽ ăn được những món gì xung quanh trường mình, ngon, bổ, rẻ, chất lượng ạ? Thầy ăn ở trong trường được không? Ăn trong trường, dạ ví dụ là món nào? Ví dụ như thầy sẽ ăn cái món cơm cuộn ở trong food court. Cơm cuộn food court nha các bạn. Dạ. Được không? Vậy thì các bạn sinh viên nếu mà học ở trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thì chắc chắn không lo bị đói bụng đúng không thầy? Không, bảo làm sao đói được. Dạ, cảm ơn thầy nhiều. Dạ. Vậy là sau một vòng đi xung quanh trường, mình đã thu thập được kha khá nhiều món ăn ngon mà các bạn sinh viên đã đề nghị, đã đề xuất. Vậy thì các bạn ơi, các bạn hãy đón chờ tập thứ 2, tại vì tập thứ 2 sẽ là một tập người thật, việc thật. Bạn sinh viên lúc nãy sẽ dẫn chúng ta đi ăn những cái món ngon xung quanh trường mình chỉ với 100.000 đồng. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.